Thì coronavirus là một cái loại virus mà từ cái thành phố bên tàu của Wuhan á. Thì do đó mình nên mình chia sẻ ngay, tại vì thật sự nó là quan tâm chính của mình trong thời gian này, là tại vì đa số chúng ta người Việt Nam đang có mặt ở Việt Nam để mà chơi Tết. Thì cái dịch này đang xảy ra và hiện giờ các bạn nên quan tâm và có câu hỏi làm cách nào phòng chống, thì mình đọc từ hơn một ngày hôm nay để đọc và tìm hiểu ra và có một cách phòng chống mà mình rất là vui. Thành ra mình phải lên chia sẻ với các bạn về coronavirus ha. Thì các bạn biết rằng hiện giờ đã có ít nhất là 41 người đã chết vì cái con coronavirus của bên tàu này từ cái thành phố gọi là Wuhan. Thì có ít nhất là 1.372 trường hợp đã được tường thuật kể từ ngày xa từ ngày thứ bảy nhá, và do đó nó là một cái điều quan tâm. Thì corona mình nói nhanh nhé quý vị, vì không mình không muốn mất thời giờ của các bạn. Coronavirus là gì quý vị? Là theo như cái sự tường trình của WHO đó, tức là cơ quan khoa học sức khỏe của thế giới đó, thì cho biết rằng thì là coronavirus là một cái loại mà nó chưa có thuốc để chích ngừa, và cái triệu chứng đó quý vị mà nó tạo ra chỉ là như là bị cảm cúm mà thôi, nhưng mà nó có thể tạo ra rất là tình trạng rất là quan trọng đến nỗi mà nghiêm trọng đến nỗi mà mình có thể chết được. Thành ra tại vì cái nguyên nhân của nó là rất là cái triệu chứng của nó quá mù mờ, thành ra quý vị phải coi chừng. Thì bây giờ đây là cái triệu chứng là gì quý vị? Thì theo như cái cơ quan khoa học sức khỏe của thế giới, thì cái dấu hiệu thứ nhất là sốt, cái thứ hai là ho, cái thứ ba là hơi hơi thở bị ngắn và hụt hẫng, và cái thứ tư á, là cái triệu chứng của nó như là bị pneumonia, tức là bị viêm phổi đó quý vị. Và nó có thể đưa đến cái con virus này, nó có thể đưa đến cái trường hợp bệnh về viêm đường hô hấp, và có thể làm đưa đến cái tình trạng là kidney failure, tức là bị hư thận, thận failure tức là thất bại luôn, tức là liệt luôn, và do đó nó đưa đến cái chết nhá. Thành ra và cái khi mà mình từ lúc mà cái thời gian mà mình bị con vi khuẩn này nhập vào người mình đó, có thể nó đến 10 ngày cho tới 14 ngày sau mới đưa ra những triệu chứng này và đưa đến cái chết. Thành ra và hiện giờ chưa có thuốc thuốc ngừa cái con virus này quý vị. Thành ra khi mà nói đến virus đó thì quý vị nên nhớ rằng virus thuốc trụ sinh không trị được. Chỉ có cái trị được đó là cái hệ thống miễn nhiễm của mình phải khỏe mới trị được mà thôi. Và khi mình bị cái virus này rồi đó, bác sĩ họ chỉ cho mình uống thuốc để trị cái triệu chứng mà thôi. Chẳng hạn như mình bị ho, họ trị ho, mình bị viêm phổi, mình bị pneumonia đó là viêm phổi, phổi nước, thì họ trị theo cái thuốc trụ sinh cái triệu chứng mình đang bị. Nhưng mà con virus này đó chỉ có một cách duy nhất là trị được đó là hệ thống miễn nhiễm của mình nhá. Thì tí nữa mình sẽ cho biết là dùng làm cách nào để mà phòng ngừa mình để bị nhiễm con virus này quý vị nhá. Thì đây là trường hợp bây giờ cách 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 làm sao để mà mình ngừa phòng vệ cho cái chính mình đó quý vị. Là cái thứ nhất là bây giờ phải để ý là mỗi lần mình đi ra ngoài trên máy bay hay là trong phòng tắm vệ sinh công cộng là mình phải rửa tay 20 giây mỗi lần. Cái đó cái thứ nhất, rửa tay thường xuyên. Và cái thứ hai, khi bây giờ phải mang trong người mình những cái napkin bằng giấy á, để mà mình có mà nếu mình bị ho đó là mình phải bắt đầu đem ho đó là phải mang những cái napkin giấy đó ra để chụp vô miệng mình, chứ còn mà giơ tay lên như thế này hay là bụng miệng như vậy là không có vệ sinh, tại vì cái tí nữa cái tay của mình có thể mình sờ, mình đụng chạm người khác, mình làm lây cho người ta nếu mình nhỡ bị nhiễm con khuẩn đó nhá. Rồi cái đó là cách phòng ngừa. Cách phòng ngừa thứ hai đó là trong một cái tài liệu mình đọc mà mình rất mừng, là bốn trong trường hợp 41 người mà đã bị chết ở bên bên và những người trường hợp khác mà bị nhiễm á, thì đa số những người này là một trong hai cái nhóm người. Cái nhóm người thứ nhất là gì quý vị? Nhóm người thứ nhất là những người đã có bệnh kinh niên rồi, như là cao mỡ, cao máu, tiểu đường, những người đã mang trong người những chứng bệnh kinh niên và do đó hệ thống miễn nhiễm của họ yếu, thành ra họ bị dễ nhiễm về cái con vi khuẩn này, virus này hơn là người bình thường. Cái thứ hai là những người hệ thống miễn nhiễm yếu vì những cái bệnh như là ung thư hay là những cái bệnh gì khác, phải không? Thành ra hai nhóm người bị chết vì virus này đã chết rồi đó, và The WHO đó là cái hội nghị cơ quan khoa học sức khỏe Hoa Kỳ minh chứng rằng nhóm thứ nhất
là những người đã mang trong người những bệnh tật mãn tính kinh niên. Nhóm người thứ hai là hệ thống miễn nhiễm yếu. Thì bây giờ khi mà mình đọc tới đó mình rất là mừng, vì lý do đó là làm chúng ta làm New Skin, thì các bạn và group của mình, chúng mình làm New Skin đó là chúng mình biết làm cách nào để bảo vệ mình bằng cách là đem cái hệ thống miễn nhiễm của mình lên, đem hệ thống đề kháng của mình mạnh lên. Thì cái cách đó đó là cách thứ nhất là ngay lập tức hãy tìm hiểu cái hệ thống đề kháng của mình nó đang ở trong cái trạng thái như thế nào, mình có đầy đủ chất đề kháng hay là chất chống oxy hóa ở trong người để mà bảo vệ mình chống lại không những vi khuẩn coronavirus mà tất cả các loại khuẩn quý vị nhé. Và cái cách để tìm hiểu cái chất cái tình trạng của cái chất chống oxy hóa hay là sức mạnh của cái sức khỏe của hệ thống miễn nhiễm của mình có khỏe hay không là gì, là hãy tìm đến cái máy biophotonic scanner để mà đo, để xem mình đang cao hay thấp cái chất chống oxy hóa của mình. Cái đó là cách thứ nhất để đem cái chất hệ thống miễn nhiễm của mình lên, tức là để tìm hiểu cái tình trạng hệ thống miễn nhiễm của mình hiện giờ đang khỏe hay là yếu. Mà nếu mình yếu thì có cách hỗ trợ quý vị, thì là trong Pharmanet New Skin mình có một vài sản phẩm để đem cái hệ thống miễn nhiễm của mình lên ngay lập tức. Cái đó là gì quý vị? Cái thứ nhất là bạn nào, các bạn trong này là chúng mình biết hết rồi ha, Life Hack Nano. Rồi mình có tiền thêm một tí nữa thì mình sẽ dùng Elux Youth hoặc là Y-Span ở bên các nước khác, Youth Y-Span. Và cái thứ ba, sản phẩm thứ ba nếu mà nói tài chính thêm nữa thì mình có G3 là nước gốc. Và đúng rồi, đó là ba sản phẩm: Life Hack Nano, G3 và Y-Span, Elux Youth. Ba sản phẩm đó sẽ đem cho cái hệ thống miễn nhiễm của mình khỏe ra, đề kháng của mình tăng lên. Và cái đó là hỗ trợ về dinh dưỡng. Còn hỗ trợ trị liệu, tức là hỗ trợ chống khuẩn, chống đặc biệt là chống virus, là những cái chất mà chủng sinh giết không được đó, là không kể cả con virus coronavirus này. Thì các bạn biết rồi là hai sản phẩm mà uống chung với nhau là gì? Vitality với lại Richimax nhá. Vitality với lại Richimax, mình có tiền mình cao cấp hơn một tí thì mình dùng thêm Richimax với lại R-Square. R-Square là cao cấp hơn của Vitality. Thành ra cái đó là những sản phẩm mà sau khi mình đọc mình rất là mừng, là mình đã có ngay lập tức trong tay mình có những cái sản phẩm đó. Thì để hỗ trợ quý vị là phải đem lên ngay lập tức hệ thống miễn nhiễm. Tại vì minh chứng những người mà đã chết rồi đó, đây là The WHO nha, là Hội nghị Cơ quan Khoa học Sức khỏe Thế giới, WHO đã nói rằng những người chết, đây là nguyên văn của The WHO luôn, trong một cái tài liệu của một cái magazine mà rất là nổi tiếng mà mình đọc nhiều quá rồi mình làm mất cái tài liệu đó, nhưng mà mình mới tìm hiểu từ ngày hôm qua, là những người đã chết vì con virus này đó là những người trong hai nhóm người. Nhóm người thứ nhất là đã bị nhiều bệnh kinh niên mãn tính trong người, nhóm người thứ hai hệ thống miễn nhiễm yếu, có vậy thôi. Thành ra mình đang đi đứng rồi ngồi ngoài đường nhưng mà hệ thống miễn nhiễm mình bị yếu, mình cũng có nguy cơ bị nhiễm trùng, bị nhiễm virus rất là cao. Xin chào các bạn, đó là tin tức, tại vì mình biết là rất nhiều bạn đang ở Việt Nam và đang lo lắng. Và nếu mà đi bay á quý vị, mình bây giờ mình xin thú thật chính mình nhé. Mình book vé máy bay đi về, đi qua cái hãng Air China và mình đã hủy cái chuyến bay về của mình là sắp sửa xảy ra. Và mình đã hủy và mình sẽ đi về bằng một cái chuyến bay khác, về đi qua cái đường khác, đường Trung Đông đó quý vị. Tức là nói thật ra là mình sắp sửa dùng Emirates để bay về Mỹ và mình đã mất đi luôn cái vé mà bay ngang cái Air China đi ngang Beijing đó quý vị. Tại vì họ sẽ, no, mình không muốn chuyện gì xảy ra. Ok, thank you các bạn đang có mặt và xin chia sẻ nhé. Và chúc các bạn sức khỏe và cẩn thận với coronavirus hay là tất cả con virus nào khác các bạn nhé. Bye bye. Hãy mang hệ thống miễn nhiễm mạnh lên để đừng bị nhiễm virus hay là virus. Bye bye ạ.